sốt liên tục trong một tuần lễ, thường xuyên bị sặc khi ăn uống. Đây là tình trạng của bé trai trước khi nhập viện. Qua ảnh chụp bằng X-quang, các bác sĩ đều không nhận thấy bất kỳ vật lạ nào mà chỉ thấy một túi nhiễm trùng dày ở thành thực quản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ca mổ để giải quyết khối nhiễm trùng thì mới phát hiện một mảnh nhựa mica màu cam. Dị vật hầu như vô hình với các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, nhất là khi nó đã bị khuất lấp trong khối nhiễm trùng. Soi đường thở không thấy, soi đường ăn không thấy, chụp CT scan không thấy luôn, tất cả mọi chuyện thấy nhưng mà nó vẫn hiện hữu hiện diện của nó với một cái diễn tiến từ từ. Chui đâu đứa bích tới đó. Thành nữ chính như vậy là thời gian khá dài mà em bé vẫn sữa được, không có vấn đề gì cả. Em bé vẫn ăn được, vẫn thở được mà không gà. Sau này thì nó tổn thương nhiều, nó thành một cái đường dò rồi, nó mới khò khè thôi. Cái lục lạc đó là hồi chơi lúc mười mấy tháng á, nó hay nghịch lên, nó hay đập vỡ, xong rồi em nói thôi vỡ rồi đem văng, nhưng mà em không biết là nó nuốt chổng rồi. Trước đó, tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố cũng đã tiếp nhận một trường hợp tương tự. Bé nuốt phải thành cầu bánh xe đồ chơi, dài khoảng 3 cm, có 2 đầu nhọn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh thì bất cứ những cái trường các cái biểu hiện, các cái trò chơi hoặc là những cái vật dụng nào mà có nguy cơ làm cho em bé có thể tai nạn, là vật sắc nhọn hoặc là những vật nhỏ thì chúng ta cũng hạn chế cho em bé chơi để tránh những biến chứng có thể xảy ra. Theo các bác sĩ, thông thường các nhóm dị vật cản quang cũng như các vật bằng kim loại sẽ dễ được phát hiện hơn là các vật liệu không cản quang như đồ chơi bằng nhựa. Chính vì vậy, khi phát hiện những triệu chứng bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.